Xin chào các anh chị, mình là Tài đến từ công ty Unitech. Hôm nay xin được chia sẻ đến các anh chị về giải pháp của hệ thống tuyển dụng và thương mại, hay còn gọi tắt là CNI. Thì đối với một cái hệ thống điện mặt trời, CNI sẽ bao gồm có những cái tấm pin được lắp ở trên máy, và những tấm pin này sẽ đón ánh nắng, chuyển ánh nắng thành điện và điện thành điện một chiều. Và cái điện một chiều này sẽ được đưa vào một cái bộ chuyển đổi gọi là inverter. Inverter này sẽ chuyển từ điện DC sang thành điện AC, và cái điện AC này chúng ta sẽ được cấp cho các cái tải trong các cái nhà máy công nghiệp dân dụng của chúng ta. Thì khi mà nói về một cái giải pháp CNI thì trong đó có ba cái hệ thống mà chúng ta thường thiết kế và sử dụng. Đầu tiên là cái hệ thống central inverter. Thì đây là một hệ thống dạng cổ điển nhất. Thì ở hệ thống này á, các cái tấm pin được ghép nối tiếp lại với nhau và thành một chuỗi, và các cái chuỗi pin được đưa về một cái bộ inverter hay là bộ hòa lưới duy nhất. Thì khuyết điểm của cái hệ thống central này nè, thì khi mà một cái chuỗi pin nó gặp vấn đề thì cả tất cả cái đầu ra đó thì đều sẽ hỏng hết. Từ cái điểm này thì hệ thống thứ hai là hệ thống string inverter ra đời. Thì hệ thống string inverter khắc phục được khuyết điểm của hệ thống central bằng việc đó là chia nhỏ từng cái chuỗi pin ra để quản lý, thay vì tất cả các cái chuỗi pin được gom về một inverter thì bây giờ là chia ra khoảng 15 cho đến 20 chuỗi pin thì sẽ về inverter. Thì thành thử ra là một cái dự án có đó khoảng là từ 8 cho đến 10 inverter. Thì lúc này á, cái rủi ro sẽ được san sẻ ra, thì lúc này cái sản lượng sẽ được đảm bảo, và cái việc mà hư hỏng á, thì sẽ được thay thế backup rất là nhanh và được tiết kiệm rất là nhiều cái chi phí. Nhưng hệ thống inverter vẫn còn tồn tại một cái khuyết điểm khi chúng ta vận hành tế, thì đó là cái vấn đề là chặt cháy trên máy, gây ra sự cố hỏa hoạn, cháy nổ. Thì từ những cái nguyên nhân về chất chất cháy này đó, thì khi mà phân tích sâu á, là cái nguyên nhân cốt lõi đến từ việc là cái hãng string này có thể là cô lập được cái ổ ra AC nhưng hoàn toàn không cô lập được cái hệ thống DC ở phía ổ vào, tức là phía những cái tấm pin. Thì khi mà một cái sự cố chậm xảy ra trên máy đó, thì cái sự cố này nó được duy trì mà không được can thiệp, thì lâu dần ngâm một thời gian nó sẽ lan ra, nó sẽ ra cháy cục bộ, lan ra dần và cháy toàn bộ trên máy và làm được tới tài sản phía dưới nhà xưởng của cái nhà máy. Thì từ cái khuyết điểm này thì chúng ta có một cái giải pháp mới ra đời là giải pháp của SOLED, hay gọi là SOLED Solution. Thì hệ thống giải pháp của SOLED giải quyết được cái khuyết điểm của hai hệ thống central và string trước đó, đó là dùng thêm một cái bộ nữa là gọi là optimizer, hay là cái bộ tối ưu hóa. Thì cái bộ optimizer này sẽ được lắp trên máy với cái tấm pin luôn, và theo cái cơ chế là một cái tấm pin hoặc hai tấm pin sẽ được lắp với một bộ optimizer này. Và optimizer có nhiệm vụ là điều khiển một hai tấm pin đó trên máy và đưa cái ổ ra về lại phía inverter. Thì việc sử dụng cái bộ optimizer này sẽ mang lại những cái ưu điểm là như sau. Thứ nhất là giảm phát về sản lượng, bởi vì hầu hết các cái dự án mà nhà xưởng hiện nay gặp các cái vấn đề như là khát cơ máy này, rồi bị bóng che này, vân vân. Thì những cái khuyết điểm này khi mà sử dụng với hệ string này, thì nó gây ra rất khó sản lượng. Còn khi mà dùng với cái hệ SOLED thì nó sẽ cover được cái đó nhất. Cái thứ hai đó là khi dùng với những cái bộ optimizer này thì có một cái chức năng ngăn ngừa được cái rủi ro cháy nổ, thì được gọi là chức năng là DC, set DC, là cái chức năng là đưa điện áp của từng tấm pin về dưới 1V. Thì đây là một cái điện áp an toàn theo cái hệ thống cháy nổ quốc tế. Và thêm một cái ưu điểm nữa là khi mà dùng với bộ optimizer thì tạo được cái chức năng là quản lý từng tấm pin ha, quản lý từng tấm pin theo thời tập, tức là gì? Tức là người sử dụng, người vận hành quản trị có thể quan sát được chính xác được cái tình trạng làm việc của từng tấm pin luôn ở mọi
kể, và chúng ta nên quan sát được cái thông số cũng như cái hiệu suất từ tấm pin. Và ưu điểm thứ ba là cái hệ thống optimizer này sẽ có chức năng là rào cũng như là ngắt nguồn nhanh, gọi là ramp shut down, theo các cái tiêu chuẩn quốc tế là ngắt nguồn dưới thời gian 30 giây. Thì đây là một cái thời gian ngắt nguồn nhanh và đảm bảo an toàn cho người chữa cháy, cho người vận hành, người lắp đặt, v.v. ha. Thì tôi đã giới thiệu qua cho các anh chị về ba giải pháp của hệ CNA, Central, Simulator và Solar. Thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các anh chị trong video lần sau. Tạm biệt.